Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt hai bị cáo gồm Võ Hữu Cường, 22 tuổi, trú quận Thanh Khê, 6 năm tù và Phan Văn Hoàng, 17 tuổi, trú quận Liên Chiểu, 2 năm tù cùng về tội giết người. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Cường, Hoàng nên tối ngày 27 tháng 6 năm 2020, Huỳnh Minh Hiếu, 19 tuổi, trú quận Liên Chiểu đã huy động 8 thanh niên mang theo 2 cây dao phóng lợn, một kiếm cùng nhiều gậy gỗ để đi trả thù. Biết Cường đang ở quán cà phê đường Dũng Sĩ Thanh Khê, cả nhóm xông vào đuổi chém khách trong quán để tìm Cường. Hiếu cầm dao chém trúng Cường nhưng sau đó bị tước mất. Cường và Hoàng cầm hung khí đuổi theo. Hiếu bị vấp ngã thì bị Cường và Hoàng đâm chém liên tiếp vào người. Hậu quả Hiếu bị thương tích 24%, không chết do được cấp cứu kịp thời. Cơ quan công an đang tiếp tục truy xét để làm rõ các đối tượng có liên quan khác.